Ok, xin chào tất cả các anh em khách hàng nhé. Thì hôm nay em chuẩn bị gửi gói hàng cho anh khách ở Cao Bằng, thì em cũng tiện chuyến quay video để hướng dẫn khách hàng dùng máy và có thể giới thiệu đến anh em khách hàng mới nhé. Thì hiện tại trước mắt anh em đây là một con máy bình dân nhất em đang bán, là con máy dùng liền chữ anh em nhé. Em đã để sẵn dây chờ đây, về anh em sẽ mua thêm một đoạn ống khoảng tầm 30 cm và một lối 21, và cỡ ống anh em mua cũng là cỡ ống 21 và một lọ keo, trị giá tất cả tổng cộng khoảng tầm 15-20 nghìn gì đấy. Anh em sẽ về gắn theo máy nhá, tại vì là máy liền chĩa thì em sẽ không gửi theo chĩa, hoặc là máy tháo chĩa cũng vậy, em sẽ không gửi theo chĩa anh em nhá. Về những cái này thì anh em sẽ tự biên chế lấy theo ý của anh em mình. Nếu mà anh em muốn dài hơn một chút hay muốn ngắn hơn một chút thì đều có thể điều chỉnh. Thì đối với cái máy liền chĩa thì mình sẽ làm ngắn thôi, sẽ làm ngắn tối đa khoảng 60 phân nhé. Còn nếu mà anh em muốn làm dài hơn thì tùy. Thì ok, em cũng sẽ tiến hành test luôn bóng 1000W cho anh khách xem. Thì trước đây em có hay test là kéo lửa, nhưng mà hiện tại em đang quay video bằng một tay. Và hơn nữa, đối với cái máy của em thì ví dụ như chúng ta kéo lửa một hai lần thì không sao, không nên kéo lửa nhiều anh em nhé. Kéo lửa vài lần cũng chẳng sao, nhưng mà cái chất lượng tụ hay là chất lượng linh kiện nó sẽ giảm dần theo thời gian, nên là anh em cũng hết sức là đánh gìn giữ máy và không để làm chập máy anh em nhé. Đây là bóng sưởi halogen 1000W anh em nhé. Anh em có thể thấy là sức mạnh của nó rất là sáng, đánh thì rất là khỏe rồi. Đó, máy của em thì đang được dùng pin của Samsung nhé. Dùng pin Samsung 25R tháo khối anh em nhé. Thì chất lượng còn đạt chuẩn và rất là ok. Thì em có máy móc đo lỗi trở cả thứ đàng hoàng để đóng cho anh em, rất là hiệu quả. Đó. Hiện tại thì em cũng đang chuẩn bị gửi hai con máy khác đấy, và đang hoàn thiện ba con máy tháo chĩa, và cũng đang chờ sạc một con máy liền chĩa đầy pin này để gửi đây. Thì hôm nay em sẽ gửi là bốn con máy cho anh em đây. Và mai sẽ gửi thêm ba con máy tháo chĩa nữa. Thì anh em có nhu cầu mua hàng và đang quan tâm đến sản phẩm thì có thể nhắn tin qua Zalo 0352 666 197 để mua hàng em nhé.